Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, với nhiệt độ ngoài trời lúc này đều đã tăng cao trên 28 độ, thì hôm nay báo hiệu sẽ là một ngày nắng gắt ở Bắc Bộ. Trời nắng từ sớm cộng với cường độ nắng mạnh sẽ khiến nền nhiệt trong ngày hôm nay ở miền Bắc tăng nhanh. Dự báo đến 10 giờ sáng, hầu khắp khu vực phía Tây Bắc Bộ cũng như vùng đồng bằng Bắc Bộ sẽ đều xảy ra nắng nóng. Thời điểm nắng nóng mạnh nhất trong ngày diễn ra vào khoảng từ 13 đến 15 giờ chiều, với mức nhiệt nhiều nơi ở khu vực phía Tây Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 36 đến 37 độ. Riêng một số nơi như Mường Tè, Mường Lay, Mường La hay Hòa Bình, nhiệt độ lên tới 39 đến 40 độ. Còn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay duy trì trong khoảng từ 35 đến 37 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Ngày cuối cùng của tháng 5 cũng là ngày mà miền Trung xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Nắng mạnh từ sớm với thời gian nắng kéo dài liên tục từ sáng cho đến tận 17-18 giờ chiều, nên nền nhiệt ngày hôm nay của cả một dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Định ở ngưỡng từ 35 đến 37 độ. Còn với các tỉnh thành phố từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận, trong ngày hôm nay trời có nắng nhưng không mạnh. Chiều và tối nay sẽ lại có những cơn mưa rông. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay duy trì trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên hiện tạm thời chưa nơi nào có mưa, nhưng trời vẫn đang khá mát mẻ, dễ chịu. Trong ngày hôm nay ở Nam Bộ trời sẽ có mưa sớm. Từ khoảng sau 10 giờ sáng, vùng ven biển các tỉnh Kiên Giang hay Cà Mau bắt đầu có mưa rông. Sau đó mưa rông sẽ mở rộng lên khu vực Nam Bộ. Tầm 15 đến 18 giờ chiều thì cả Tây Nguyên cũng sẽ có mưa. Phần phía Nam của Tây Nguyên hay khu vực Nam Bộ sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Nhiệt độ ngày hôm nay ở cả hai khu vực đều thấp. Khu vực Tây Nguyên nhiệt độ chỉ từ 29 đến 32 độ. Các tỉnh thành Nam Bộ cũng phổ biến trong khoảng từ 32 đến 33 độ. Trên biển, trong ngày hôm nay ở khu vực phía Nam của Biển Đông, bao gồm cả khu vực biển huyện đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2m50 đến 3m50, biển động. Còn với khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa thời tiết tốt, gió nhẹ, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.